trước thì cũng đã có hot, nhưng hot ở trong đường giữa pháp sư nhiều hơn. Thì ván này để xem Pháp Sư Anh họ có thay đổi trong cấm và chọn hay không. Tôi nghĩ là có, tại vì họ đã phải đối mặt với một con vi rất là hiệu quả đến từ bên phía của siêu vi ở trong khoảng thời gian ban đầu. Và tôi nghĩ rằng việc mà có được vi đã giúp cho bên phía của Nông Sim triển khai rất là tốt về đằng giữa. Họ đã làm được một điều rất quan trọng. Đối với tôi thì cái cấm chọn nó là một phần của ván đấu thứ hai mà thôi. Cái quan trọng nhất là bên phía của Nông Sim đã tìm ra được điểm cần phải khai thác của Tiêu Anh, và họ đã làm đúng và chính xác, đó là ở khu vực đường trên. Trong ván đấu thứ hai, Z đã không thể có lợi thế trong giai đoạn đi đường trước DNDN bởi những lần ghé thăm liên tục đến từ siêu vi. Do đó, bên phía Tiêu Anh đặc biệt chú ý, họ cần phải đảm bảo cho Z có được kèo thắng và một thế trận tốt trong ván đấu vừa, nếu như ván đấu sắp tới, nếu như họ muốn có một carry chắc chắn ở trong ván đấu này. Và cái quan trọng hết là trước khi họ muốn bước tới một kèo thi đấu tốt cho Z thì họ đang muốn hạn chế đi cái thế trận mà Nông Sim đã có tạo ra. Một thế trận mà khu vực đường dưới, nơi mà Jiwoo luôn luôn có được những màn hạ gục chất lượng, có được một thế trận tốt, có được một khoảng thời gian farm tích được đầy đủ những chỉ số stack và chưa đến tới được nguồn sức mạnh cực kỳ tuyệt vời. Ba vị tướng đường dưới đã bị cấm đi đến từ bên phía của T1, còn lại là Senna và Nautilus đang được chia ra. Senna sẽ dành cho phía T1, còn Nông Sim đáp trả ngược lại, họ lấy đi cả một Nautilus và họ được quyền chọn thêm. Họ vẫn đang muốn có Talia, mặc dù hiện tại đối thủ vẫn chưa biết sẽ là vị tướng nào. Nếu như khóa vào thì đây sẽ là ván đấu thứ 3 liên tiếp, và đúng là như vậy, là ván đấu thứ 3 liên tiếp Konmi có được Talia. Cấm chọn của ván 3 này đang khá giống với ván 1, chỉ trừ một điểm là bên phía của T1 họ cấm đi con Jerry rồi, tức là họ cũng ngại chuyện Jiwoo bên phía của Nông Sim có được những con xạ thủ tăng tiến sức mạnh tốt và anh ta có thể carry được giai đoạn sau. Lần này không còn Jerry, không còn Smolder nữa, thì Jiwoo sẽ phải có một sự thay đổi bên phía đội của mình. Trong khi đó thì bên phía của T1 sẽ không có nhiều thử nghiệm nữa cho tới thời hiện tại. Họ quay về với những gì an toàn nhất với Senna tâm ca đường dưới. Hợp lý, vẫn sẽ là khả năng phòng thủ khu vực đường dưới rất chắc chắn. Cũng có thể chống được băng trụ trong những tình huống đối thủ cố ý muốn thắng ở khu vực đường dưới với tốc độ nhanh nhất có thể. Trước một nguồn sức mạnh của Jiwoo từ nãy giờ anh ta đã thiện rất là tốt, T1 đang bắt đầu muốn hướng lên nửa cánh trên bằng một nguồn sức mạnh khá tốt dựa trên khả năng gấu rỉa. Faker quay trở lại với Huay, vị tướng mang lại cho anh ta chiến thắng trong vài tờ đầu. Như vậy là T1 đã giải quyết xong bài toán đường dưới và đường giữa. Kèo đấu này thì trong ván 1 Faker đã giải quyết nó rất là tốt và cực kỳ thành công, thì không có lý do gì anh ta ngại cái chuyện sử dụng lại con Huay một lần nữa cả. Trong khi đó Nông Sim đang loay hoay ở vị trí xạ thủ và họ sẽ lấy Varus đánh lại Nautilus, một vị tướng cũng đi đường khá là khỏe ở khu vực đường dưới từ bên phía của Nông Sim. Nhưng vấn đề là bây giờ qua giai đoạn 2 thì chắc chắn T1 sẽ cấm đi con Vi. À không, họ có Tam Ken rồi. Thì thậm chí là họ không cần phải cấm đi con Vi cũng được, tại vì họ đã có khắc chế cứng của Vi rồi. Các cần bây giờ chắc là vẫn sẽ phải hạn chế những vị tướng gây sát thương mà thôi. Vi có thể bỏ qua một bên. Cái cần của T1 đó là hạn chế đi những vị tướng lao về phía trước mà Nông Sim Redshot có thể được chọn ở trong cái ván thi đấu này. T1 đang nghĩ tới vị tướng gì sau khi đã được cấm, sau khi bọn họ quyết định là cấm đi đi. Còn trong cái này Nông Sim Redshot vẫn đang nhắm lên đường trên thôi, không vấn đề gì cả. Họ vẫn đang muốn hạn chế đi cái khả năng thắng đường của Zep dựa trên những vị tướng tủ mà anh ta đã mang lại rất nhiều thành công trong một khoảng thời gian thi đấu. Tam Ken sẽ khiến cho bên phía của Nông Sim sẽ phải cân nhắc rất nhiều. Nếu như họ đánh một đội hình có những con tướng mở như Vi, Sejuani thì họ sẽ gặp đi một cái, họ sẽ đối mặt với một cái trở ngại rất là lớn là con Tam Ken này. Cho nên có thể họ sẽ phải điều chỉnh những vị tướng, không phải là những vị tướng lao vào một cách quá dữ dội, mà đánh theo kiểu giữ nhịp và chờ đợi đối phương sơ hở nhiều hơn để tránh việc bị Tam Ken khắc chế hoàn toàn. Rồi, lượt cấm cuối cùng của T1 là Viego. Còn Nông Sim thì sao? Họ đang suy nghĩ về Belvet đi rừng cho Sylvie với một đội hình đã có khá nhiều kỹ năng khống chế rồi. Xoay đi xoay lại một hồi, vẫn là Vi. Tức là bên phía của Nông Sim Red Force sẽ phải suy nghĩ tới việc làm sao để lấy được cái chiêu cuối Tam Ken trước khi Vi bay vào đấm. Cũng hợp lý, dù gì bạn cũng có thủy lo tầm nhiệt, cho nên vẫn có phương án tiếp theo. Có thể. Và bên phía của T1 đang suy nghĩ tới vị tướng Gia Văn để tứ để được khóa trong ván thi đấu này. Một vị tướng vừa có thể mang lại cho ít chắc là tuyến sau của T1 nhiều sự an toàn, nhưng mà họ đang cảm nhận là Zavan vẫn sẽ hơi bị hụt hơi tí xíu trước cái khả năng tấn công của bên phía Nông Sim. Cho nên họ quyết định là lấy tăng cơ để có được một dàn trắng phía trước nó chất lượng hơn và cứng cáp hơn. Zavan là một vị tướng tôi nghĩ là khá là tốt quá chứ. Tại vì con Varus này sẽ không có nhiều người bảo kê lắm và độ cơ động của nó không cao. Nếu bạn ụp lồng vào Varus và sau đó là họa sĩ bên phía của T1 là Faker vẽ những cái nét vẽ vào khu vực cái lồng đó, thì nếu như không có tốc biến, khả năng mà Jiwoo không được chơi game nó cũng khá là cao. Nhưng T1 vẫn đang cân nhắc rất nhiều ở vị trí đi rừng của mình. Ngày hôm nay là một ngày cũng kỷ niệm 3 năm debut của Honor, và anh ta sẽ có con Nocturne, cũng là một con tướng mà anh ta có rất nhiều thành công. Và đây là đội hình mà nó sẽ khiến cho Nông Sim Redforce sẽ phải suy nghĩ rất kỹ cho câu chuyện là Vi dám bay vào hay không.
Tại vì bạn đang có combo tắc đèn, bạn đang có thêm vi, xin lỗi bạn là bạn đang có thêm cả một Kassante với khô máu. Tức là những combo nó sẽ khiến cho bên phía của Nông Sim rất là hạn chế cho việc lao vào tấn công. Và câu trả lời của Nông Sim sẽ là gì đây? Họ đang suy nghĩ tới một Poppy. Wow. Poppy này sẽ đi đường trên và đối đầu với lại Kassante. Thú vị nha. Tại vì thông thường bạn sẽ đánh Poppy trong trường hợp mà bạn sẽ thấy khắc chế nhiều những con tướng lướt vào của đối phương. Nhưng lúc này đội hình của bên phía T1 lại không có nhiều những con tướng kiểu như vậy. Sante thì có lướt thật nhưng mà nó cũng sẽ không phải là bị khắc chế quá nhiều bởi Poppy. Nhưng tôi nghĩ rằng lựa chọn Poppy này cũng là nhắm vào con Sante nè. Tại vì đầu tiên là nó sẽ được dùng để đi đường với lại Sante ở cánh trên. Và cái kèo này thì tôi sẽ chờ xem DNDN xử lý như thế nào. Tại vì kèo này là kèo cũng khá là lạ. Và DNDN cũng sẽ... Tôi cảm giác là anh ta vẫn sẽ đánh tốt thôi. Tại vì anh ta là người chọn sao. Thường khi bạn chọn sao, bạn cũng phải tìm ra những cái phương án, những cái cách nào đó để có thể đối đầu với lại Kassante phía bên kia. Ít nhất là DNN cũng sẽ hạn chế được những tướng lao vào đến từ con bài Kassante. Và chưa kể đến là cũng có thể gia tăng thêm cái mức độ chống chịu cứng cáp phía trước. Ngoài trừ một Nautilus ra thì ít nhất là bạn đã có thêm một Poppy nữa. Nó đầy đủ những cái để giúp cho DNN ở trong ván thi đấu này tự tin rằng Nông Sim có được một niềm tin rất lớn là đây sẽ là một ngày thi đấu mà một điều kỳ diệu có thể được diễn ra. Tôi nghĩ rằng lựa chọn Poppy này thì tôi cũng đang tưởng tượng một pha giao tranh mà nếu như Sante bắt đầu chuyển dạng thì ít nhất là Poppy sẽ có khả năng để gọi là túm áo níu Sante đó, không cho phép đụng vào tiếng sau của mình. Bởi vì chúng ta thấy rằng con tướng này thì ở tại LCK có quá nhiều thợ, và riêng về Zed thì cũng đã có rất nhiều những tình huống mà anh ta cân 4, cân 5 tính luôn cả trụ đối phương với Sante rồi. Thì với Poppy ít nhất là bạn sẽ đẩy con Sante ra khỏi đội hình của mình trước đã. Như vậy là ok. Là còn chưa kể đến là ít nhất khi mà nhìn vào thì sát thương đến từ bên phía của Nông Sim Esports nó cũng sẽ cần một khoảng cách nhất định. Cho nên chắc chắn sự lựa chọn này của Poppy nó sẽ mang lại rất nhiều sự bất ngờ đến từ Nông Sim. Và liệu ở trong ván thứ 3 này Nông Sim có thể tạo được sự bất ngờ hay là bên phía của T1 sẽ chiến thắng với số 21? Kể từ trận đấu mở màn của LCK mùa xuân 2024 với thất bại trước NG, đương kim vô địch của giải đấu, thì T1 đương kim vô địch thế giới chưa thua thêm bất kỳ một trận đấu nào cả và chỉ phải thi đấu ván 3 đúng một lần thôi. Nhưng đây là ván thi đấu thứ 3 tiếp theo mà họ phải đối mặt ở mùa giải này trước bên phía của Nông Sim. Giờ đây họ sẽ tổ chức một tình huống tiến sâu vào khu vực rừng của đối phương và sấm sét đầu tiên vẫn trúng, rất là giống với lại ván thi đấu thứ nhất với tình huống xử lý kỹ năng đầu tiên của Faker. Là về mặt khởi đầu lúc nào Faker cũng suôn sẻ cả. Trong giai đoạn đi đường chắc kịch bản cũng y chang như những ván thi đấu trước đó, khi mà Faker sẽ là người chủ động sử dụng năng lượng để đẩy máu, còn trong đó Komi sẽ sử dụng năng lượng để đẩy lính. Cả hai cũng sẽ tiếp tục như vậy. Nhưng cái quan trọng hết là kỳ này CV sẽ có thể di chuyển ngay từ sớm để có thể bắt bớ được Faker trong trường hợp Komi đang gặp nhiều vấn đề, chứ không phải là giống như là Sejuani ở trong cái ván thi đấu đầu tiên nữa. Đây là ván đấu mà tôi nghĩ rằng Komi sẽ gọi CV ra rất là nhiều ở khu vực đường giữa, tại vì kèo đường trên tôi cảm giác là để cho DNDN tự giải quyết cái kèo hai tướng chống chịu này được. Và nếu như họ vô hiệu hóa thêm được một cái nguồn sát thương lớn đến từ bên phía T1, đó là đường giữa Faker, thì mọi thứ nó sẽ dễ thở hơn dành cho bên phía của Nông Sim. Khởi đầu đường đến từ cả hai đều nửa dưới nhắm lên. Chỉ có một cái khác là CV anh ta đang khởi động với lại bùa xanh, còn trong khi đó thì Honor anh ta khởi động với bảy chim và bây giờ đang hướng tới khu vực người đá. Không biết CV có muốn tạo ra một sự bất ngờ với khu vực đường dưới dựa trên cặp đôi Sivu và Peter. Thật ra kỹ năng không dễ là có, nhưng nếu như mà fail một phát là nửa cánh trên T1 có thể kiếm được khá nhiều lượng tiền dựa trên bảo vệ đường của chính Nông Sim. Rồi, chúng ta đang vừa rồi được xem một số pha trao đổi chiêu thức. Một trong những cách mà Riot đã hạn chế sức mạnh của Sante đó là giảm bớt sức mạnh trong khoảng thời gian ban đầu khi đi đường của vị tướng này, để có thể giúp cho các đội có nhiều cách để tìm cách làm chậm cái ngưỡng sức mạnh của Zed. Các bạn đang thấy vừa rồi trao đổi chiêu thức thì thường là Zed là người sẽ thua và anh ta đang bắt đầu bị dồn lính lại. Tôi không biết rằng sẽ có một pha băng trụ sớm đến từ Sylvie hay không, bởi vì vòng rừng của anh ta đang đưa lên cánh trên, nhưng Honor cũng đang đi cùng hướng. Cho nên rất là khó, nếu như đánh nhau hai thì cũng không chắc lắm là cặp đôi bên phía của Nông Sim có thể thắng được. Dù gì mà nói là T1 đang nắm giữ hai vị tướng đánh đường dài khá ổn với một Kassante và một Nocturne. Có lẽ như Nông Sim sẽ cần phải suy nghĩ, và chắc là hai người chơi đi rừng cũng sẽ chỉ muốn đảm bảo được là cấp độ của mình nó ổn thỏa mà thôi. Tại vì cấp 6 cũng là thời điểm mà CV và Honor đều tới được cái điểm chín mùi nhất của vị tướng rồi. Nếu như cạnh tranh ngay lập tức ở khu vực cua trên thì tôi nghĩ rằng bên phía của T1 không có lợi, tại vì đường giữa và đường trên của họ đang bị đẩy về mặt thế lính thôi. Còn Faker thì vẫn đang làm được những gì mà anh ta đã làm ở trong ván 1, là liên tục bào máu Konmi, tốc biến né khỏi quăng địa chấn, đánh thường liên tục làm sao nè, hàm nhai kinh hãi được kích hoạt, nhưng sát thương dứt điểm vẫn cần phải có. Boom! Thả lửa. Wow, one shot one kill đến từ Faker. Như vậy là con cua đang mở ra khá nhiều dành cho T1 ở khu vực nửa cánh trên. Sự dứt khoát khi mà thấy nguồn năng lượng Konmi không còn nữa đã giúp cho Faker thắng lợi hoàn toàn.
Móc Monel thành công ở khu vực đường dưới. Bumayusi là người bị dính luôn thiêu đốt và anh ta đang phải dùng tất cả mọi thứ để chạy. Bung hai phép hỗ trợ. Kerea đang liếm liên tục vào Jigu, người còn tốc biến, anh ta đi về sát trụ. Đồng đội của ta là Peter đứng che một cú đá lưỡi và Jigu cũng sẽ sống. Hai xạ thủ đều toàn mạng. Và một cái điều quan trọng hết, nếu như khu vực đường dưới ra pha trao đổi vừa rồi đến từ Jigu đã thua, đồng nghĩa việc là nửa cánh dưới con cua nó cũng đang khá rộng mở dành cho bên phía của T1. Một cái thế đầu game mà bạn có được hai cua là một thế rất tuyệt vời dành cho Honor rồi. Bằng ô, tôi đang không biết tại sao Pharaoh vừa CV không đánh lên cánh trên, ta chắc là tao bị đường giữa bị solo kill. Đúng rồi. Cho nên là anh ta cũng không còn nhiều cơ sở lắm để cạnh tranh. Nó giúp cho Honor rất là khỏe. Trong một kèo đấu mà ai lên cấp 6 trước là có lợi, thì Honor lại có được hai cua rất đơn giản. Và giờ đây mọi thứ đang hoàn toàn trong quyền kiểm soát đến từ đi rừng của T1. Ông Faker thì đang chứng minh rằng rất nhiều những ván đấu rèn luyện hay của anh ta đã có tác dụng. Và càng ngày anh ta càng khỏe, không có gì có thể cản được Faker cả. Tại vì đối thủ đã mất đi một mạng gục, đồng nghĩa việc đối thủ bắt buộc phải gỡ bằng việc là farm lính nhiều nhất có thể. Bạn cũng có nào kêu CV ra găng được? Rất khó. Bởi vì nếu như CV ra găng một lần mà không thành công, lại bị mất thêm quái rừng. Honor mà lên cấp độ 6 trước thì nhiều cái biến số được tạo ra lắm. Cái vấn đề đây là không hụt chiêu. Tất cả mọi kỹ năng định hướng mà Faker sử dụng và cách mà anh ta xử lý những tình huống đối phương trả sát thương lại là hoàn hảo, không hụt bất kỳ một cái gì cả. Rõ ràng không có bất cứ một cái gì có thể khiến cho Faker cảm thấy nào đúng. Cái pha bình tĩnh cuối cùng anh ta còn không để cho đối thủ có được cái kỹ năng tổn thương, anh ta nhắm rất kỹ. Và khi mà có được mạng gục, anh còn không ăn mừng nữa. Một sự hoàn hảo đến Faker trong pha xử lý vừa rồi. Nhưng mà anh Faker Long Sim cũng đang muốn gỡ. Họ gỡ bằng cách là lấy con rồng ngay từ sớm, khi mà họ đã có được thông tin là Gumayusi và Kerea mới từ nhà bước ra. Nhưng chiến quan cũng không vấn đề gì, sẵn sàng bay vào chơi luôn. CV thu 1 cấp mà, tóc biến lên đá lưỡi luôn. Họ biết là Komi đang khó tóc biến, CV đấm được có thể hỗ trợ. Tóc biến lên kỹ năng nghe cây hoảng sợ, mọi thứ cho mọi người Komi. Komi nằm và Jigu có thể cúng thêm một kỹ năng nghe. Ngoài ra ta không giúp được cho đồng đội của mình. Peter, anh ta sắp bị liếm một cách rất đau đớn. Anh ta đã bị dính đá lưỡi, ta bị hất tung lên làm chậm khá hay. Móc về nhưng trụ bắn một phát không đủ để có thể dứt điểm được Kerea. Và Jigu bắn gãy cả cung, đá lưỡi lần nữa. Kerea đang mang lại rất nhiều về nguồn sát thương. 2-0 cho T1. T1 thực sự rất tự tin bởi vì đường giữa của họ nói rằng mid đối phương không tốc biến. Và Kerea đã cực kỳ tự tin trong pha lao lên dùng tốc biến lợi thế của mình để mở thẳng vào con Talia đó. Quyết định của T1 là hoàn toàn chính xác. Và bởi vì họ quyết đoán và chính xác trong việc đưa ra những pha xử lý của mình, tỷ số đã là 2-0 dành cho đương kim vô địch thế giới. Mọi khó khăn ở sau một vài phút đầu tiên nó đã trôi qua. Còn Z ở cánh trên đã đạt được cấp 6, chuẩn bị lao lên đẩy lính thôi, chứ pha này thì chắc là không solo kill được. Nhưng mà chắc chắn là Z cũng không suy nghĩ cho cái câu chuyện là anh ta phải nhảy lên solo làm gì cả. Nửa cánh dưới đang khỏe vậy thì mình cứ farm chill chill rồi win thôi. Đối với nguồn sức mạnh đến từ Huay trong giai đoạn hiện tại, và với cái việc Konmi bị thất thế hoàn toàn. Rồi thêm một câu chuyện, cái pha đánh nhau vừa rồi, Honor cấp 5 và CV cấp 4, đồng nghĩa với việc một hồi khi mà Honor lên được cấp 6, anh ta sẽ có được một khoảng thời gian, tôi cảm giác nó vừa đủ lớn để có thể tác động vào một đường nữa, ví dụ như Konmi một lần nữa chẳng hạn. Quyết định cực kỳ quyết đoán đến từ Kerea sau khi đã nhận thông tin ở đường giữa đối phương tốc biến. Solo đường trên, DNDN và Z. DNDN núi, ôi không, anh ta không né chiêu được. Nhưng ta vẫn đang đứng lại đó. Lâm nhặt khiên. Và anh ta nhặt được khiên, anh ta tốc biến lên, dứt điểm Z hay không đây. Dứt điểm được Z, solo kill cho DNDN. Nhưng đèn tắt và Honor đòi lại một mạng. Nhưng đó vẫn là mạng nhảy cho DNDN. Anh ta đã kịp lụm cây búa lên và anh ta mang lại được một mạng gục dành cho bản thân của mình. Vẫn là một điểm khen dành cho DNDN. Đúng. Đó phải có một lời khen. DNDN đã nói trước trận đấu này anh ta sẽ solo kill Z. Mặc dù là hai con tướng nó không đúng như cái nội dung tuyên bố của DNDN, nhưng nói được làm được, đường trên của Đông Sim đã solo kill được thần sấm bên phía của T1 và đem lại một cái hy vọng dù vẫn khá mong manh dành cho bên phía của Đông Sim. Nhưng ít nhất là trong giai đoạn hiện tại thì bên phía của T1 sau cái pha solo kill vừa rồi thì nó vẫn chưa mang lại nhiều lợi thế lắm dành cho bên phía Đông Sim, cho nên họ vẫn đang tự tin rằng nửa cánh dưới của họ vẫn đang chơi được, chơi tốt. Chứ cái đến Honor hai mạng hạ gục rồi, việc để cho một con nóc tên xanh sớm cũng không phải là một điều vui vẻ gì mấy cả. Với việc tắt đèn la vào và với một nguồn sát thương, một nguồn trang bị nó vượt trội hơn hẳn so với thủ với bên kia chỉ tuyến. Nhìn nãy giờ mà qua đĩa tới rừng, farm rừng bắt đầu có một dấu hiệu cách biệt. Cho nên ông Sim đang cần rừng của họ lên tiếng. Có tạ sung hưu đột, Faker là người được chọn, quăng địa chấn sẵn sàng. Họ dùng tất cả mọi thứ vào đường giữa của T1 và anh ta bị chân chân tại chỗ. Nhưng vẫn có một tình huống đổi mạng, Faker nằm xuống nhưng tôi nghĩ anh ta hoàn toàn có thể hài lòng. Anh ta còn cười được nữa, bởi vì đơn giản thôi, CV đã nằm một đối một và quay lính này nó không đủ to để khiến cho Faker phải tiếc nuối gì cả. Chúng ta cùng xem lại pha solo kill khu vực đường trên khi mà DNDN
Mặc dù anh ta không né được những tình huống đặc quy của Zed, Zed cũng xử lý những tình huống quy của mình rất tốt, nhưng những pha nhặt khiên tạo ra sự khác biệt dành cho DNDN trong pha giao tranh này. Máu rất thấp, chạy lại nhặt cái khiên có giáp lao lên dứt điểm được đối phương. Đó là cái thiết. Cái thứ hai là ba con lính đánh xa là một phần hỗ trợ cho DNDN rất là nhiều nữa. Vô tình anh ta đập vào ba con lính đánh xa đó, ta lên cấp độ 7, anh ta hồi phục lại được, cộng kèm thêm cái khiên được nhặt được đó, đồng nghĩa việc là DNDN đã có được một tình huống xử lý nó đủ sự hoàn hảo để mang lại màn kinh tế cho bản thân của mình. Nhưng mà sau đó thì đây, chúng ta cùng xem lại cảnh này thì rất quen. Khi mà rất nhiều thứ được đặt vào nhưng mà Faker vẫn có một pha xử lý cực kỳ tốt. Khi mà trong những tình huống ngặt nghèo thì ta vẫn có được sự lạnh lùng để xử lý tốt nhất trong khả năng. Người ta đặt cái con mắt tại chỗ người ta đứng. Cho nên khi mà khô máu luôn, hiệp 2 bắt đầu. Và DNA của Honor là tốt trong pha đó, và ta còn có thêm sự hỗ trợ đến từ Faker nữa. 5-2 rồi. Và 3 mạng cho mid, 2 mạng cho rừng. Ván đấu đang rất nhanh chóng tuột khỏi tay của Đông Sim. Họ đang rất giàu có, cách biệt tiền cũng đã hiện ra khá rõ ở trong cái khoảng thời gian đầu của ván thi đấu. Con đường dưới thì không cần phải bàn tới việc chọn tâm canh farm hơn Varus. Tổng ra thì bên phía T1 đang có lợi thế ở tất cả các đường. Và giờ đây thì điều đó được thể hiện rất là rõ về mặt tổng tiền giữa hai đội, khi mà chênh lệch là khoảng chừng 2.000 mới chỉ sau hơn 10 phút thi đấu giữa T1 và Nông Sim mà thôi. Với đường giữa hiện tại, tôi có cảm giác rằng Konmi sắp thở hết nổi rồi. Đối phương thì nhiều đồ hơn anh ta, mà còn tung chiêu không hụt như này, lại sử dụng chiêu cuối, cái mid mạnh nhất là cái mid hai người, và Faker sẽ phải nằm mà thôi. Không có gì có thể cản được Konmi tìm được mạng gục trong tình huống vừa rồi cả. Sự tự tin là ông ý là có, nhưng Faker từ nãy giờ không hề có cơ hội để xài tốc biến. Các pha đẩy cao có tốc biến là ok đấy, đồng ý đấy, nhưng đối thủ không cho cơ hội để bạn tốc biến thì bạn rất khó để sống được. Đúng là Faker đẩy rất là cao, và trong một tình huống mà không có tầm nhìn thì tiếp tục là Sylvie đã cố gắng gỡ gạt lại được cho Konmi. Điểm hạ gục vừa rồi sẽ giúp cho cái lượng chênh lệch về trang bị giữa hai đường giữa nó sẽ giảm đi khá là nhiều. Tình huống này thì không thể bàn tới rồi, rõ ràng bị out tầm nhìn hoàn toàn đến từ người chơi đi rừng trước con Đông Sim. Còn Faker pha này thì anh ta tự tin là đồng ý đó, tại có tốc biến mà, nhưng ta không ngờ là cái khoảng cách kết hợp giữa nắm đấm bùng nổ và cái tốc biến nó lại xa đến như vậy. Và khi mà bị dính cái kỹ năng đó thì kỹ năng tẩu thoát cũng bị hạn chế rất là nhiều. Đang muốn đánh khu vực dưới, thủy lô tầm nhìn hất tung lên, vẫn đang có người hỗ trợ. Solo kill chắn, có chiêu cuối hỗ trợ cho Faker lùi về được. Hắc ám sai rồi đã được đẩy từ khu vực đường dưới ra đường giữa để giúp cho Faker lùi về được. Trong pha vừa rồi thì Konmi đã có một tình huống solo bắt Faker phải tốc biến mà anh ta còn không mất tốc biến nữa. Có vẻ như là quăng địa chấn đã được sử dụng thành công để có thể giúp cho Konmi có ưu thế ở trong tình huống đường giữa vừa rồi. Một phần nào đó hy vọng được nhen nhóm lại xung quanh các đường đơn dành cho Nông Sim, đặc biệt là xung quanh khu vực đường trên. Chúng ta vẫn chờ đợi DNDN có thể đẩy mạnh hơn nữa cái lợi thế của mình để hạn chế bớt cái khả năng tăng tiến giai đoạn sau của con Sate này. Dù gì mà nói, cái thế trận nếu như người chơi đi đường bên phía của Nông Sim và xạ thủ bên phía của Nông Sim bỏ qua một bên thì tạm thời những đường còn lại đang làm rất tốt. Đường trên thì không cần bàn tới, nhưng đường giữa sau vài tình huống Konmi mắc sai lầm, ít nhất là anh ta vẫn đang farm tốt. KD cũng không có mức độ tệ, chứ kể đến là trong giai đoạn hiện tại tích nước mắt đến từ Konmi cũng đang ở khá là ổn đấy. Cái anh ta cần sẽ là món trang bị thứ hai để giúp cho cái nguồn sát thương trong những cú phi tạch của Konmi nó chất lượng hơn. Vừa rồi thì Sylvie đã cắm mắt xuống khu vực hang sâu, nhưng mà mặc dù có thông tin, anh ta cũng không thể làm được gì nhiều hơn khi tốc biến của anh ta chưa hồi lại trong pha đó. Và chỉ đơn giản là nhìn Honor dứt điểm thêm một con sâu nữa và lui về. Tổng cộng đang có 4 sâu hư không cho bên phía của T1. Họ cần phải có thêm một con sâu hư không nữa để có thể kích được đủ cái hiệu ứng có mấy con bọ nhỏ ra để hỗ trợ mình đẩy trụ. Nó sẽ cần một khoảng thời gian, nhưng tôi cảm giác nó cũng sẽ không phải vấn đề lớn lắm dành cho bên phía của T1. Dù gì mà nói thì đường giữa của họ vẫn đang đẩy khá lực. Nhưng sau 2 lần nằm xuống, Faker bị thọt cấp. Anh ta đã bị thọt một cấp hơn so với lại Konmi phía bên kia. Đồng nghĩa việc là Konmi đã gỡ cả vốn lẫn lời, và anh ta cũng đang có được một chỉ số tôi cảm giác nó nhỉnh hơn rất nhiều so với lại Faker phía bên kia chí tuyến. Trói không trúng, Gumashi vẫn đang bị bám lại, sẽ bị hất tung về bằng tất cả những kỹ năng. Nhưng hình như phía chi qua đã buông nhắm tới, được đánh tiếp bị móc ngược về, vẫn đang bị đấm đấm bùng nổ, nó dồn vào cái là tới một cú nóc tóc biến được kết hợp với Keria. Keria nhả ra Honor có được một khoảng thời gian hất tung hai người rất hay, đến từ thủy lô tầm nhiệt bắn liên tục đến từ xà thủ của Đông Sim, và chắc chắn là T1 thất bại trong giao tranh vừa rồi. Đội hình của T1 đã không có được sự gắn kết trong tình huống di chuyển ra rồng pha vừa rồi. Họ đi lẻ tẻ từng người một, và họ đã bị Nông Sim khai thác một cách tuyệt đối. Tam Ken của Keria, anh ta ỷ y rằng mình có dịch chuyển, anh ta ở nhà không có mặt trong pha đó. Nhưng cú dịch chuyển đó khi được kích hoạt thì Gumayusi đã đi chân không chạm đất với lượng sát thương đến từ bên phía của Nông Sim rồi. Và sau đó với lợi thế về người, Nông Sim tiếp tục tràn lên. Họ đã dẫn trước về mạng sau khi có được 3 điểm hạ gục. Chúng ta cùng xem lại, Guma đi quá xa đồng đội của mình, mặc dù sở xích không trúng, nhưng không ai có khả năng bảo kê xạ thủ của T1 trong pha vừa rồi cả.
Và owner một mình bay lên chém thì cũng rất khó để có thể làm được gì, bởi vì đồng đội của anh ta là Mùng Huy, chỉ là một người càng nhấp nhã, trưởng đã lấy lợi thế. Zed bây giờ đã bị găng, Zed còn khô máu, Zed quyết định bung khô máu để có thể bỏ chạy đi ADN, bật không thể là chuyển lên, có CNR vào để hỗ trợ thêm, nhưng chỉ cú phi tạch là quá đau đớn và bạn hạ gục cho nó đi ADN. Tám năm cho trên ông Sim. Một tình thế gọi là khô rang, khô rác trên phía khu vực đường trên, và đó không phải là tình thế mà Sante thích lắm. Hai thành viên của Nông Sim đã tổ chức một pha tấn công, mặc dù có hắc ám soi rọi nhưng vẫn có điểm hạ gục cho Nông Sim, và đó là Guma Yuzi đi chân không chạm đất, Keria muốn cứu nhưng pha này đi cả đôi. Và Keria đang cố gắng đá lửa để lùi được. Owner đang di chuyển, nó có thể hỗ trợ móc được vào người Owner. Owner sử dụng W chạy được này, chạy được không? Chạy kịp, chạy kịp. Bơi kịp trong tình huống vừa rồi. Và T1 ít nhất là trong khoảng thời gian nào an toàn, nhưng họ không hề vui khi bên ông Sim liên tục cái mã gối. Khoan đã, người đây bắt lại không ai khác chính là Conmi bị trên hàm nhai kinh hãi dứt điểm, mà gồm cho Faker nắm đấm bùng nổ của Sylvie, nó nhắm vào người Owner. Owner đánh thường từ nhà tới trường, chiêu cú lấy tóc biển thêm sấm sét hủy diệt khiến cho Sylvie phải bỏ chạy. Tốc độ ván đấu được đẩy lên rất cao, và vừa rồi mặc dù không cứu được Gumayoshi nhưng Keria đã kịp bật da dày của mình, sát thương đến từ bên phía Nông Sim chưa đủ để dứt điểm anh ta. Nhưng liệu những pha giao tranh có ngưng lại hay chưa? Ở đường dưới Peter nói rằng chưa, nhưng Keria có mặt ở đây, Nông Sim phải lui. Và Peter đang cố gắng thoát khỏi tình huống, nhảy lên từ Faker. Faker vẫn đang có những cú đá lưỡi, anh ta đã nuốt được khá thành công, anh ta đã nhả ra. Peter một lần nữa kéo xuống người Faker. Faker liếm quá chất lượng, và Keria liếm quá chất lượng trong vừa rồi. Zigu đang cố gắng tẩu thoát thành muốn tấn công người Keria. Gumayoshi tóc biển để bỏ chạy, Wii vừa rồi không trúng với người Gumayoshi vẫn lùi về được. Konmi muốn nhiều hơn, mặt đất gây sóng bung ra dịch chuyển chặn đầu rất hay, và ngay lập tức W cũng để chặn thêm, trụ bị mất đi nhưng Faker vẫn tới kịp. Faker đang sử dụng dòng nước, đang sử dụng hàm nhai lấy tóc biển Zigu, và ngay lập tức T1 họ có lợi thế, nhưng trụ một đường giữa đang có người cử ra thủ đường giữa, đánh tiếp luôn sấm sét không trúng và Nông Sim lùi về. Hai đội lao vào nhau liên tục và giao tranh từ đường dưới lên đường trên, tiếp tục là những pha cạ nhau, nhưng lần này có vẻ như lợi thế đang rất rõ ràng dành cho DNDN. Z chỉ đang ở trong thế phòng ngự mà thôi, lượng máu mà anh ta đang có trên người chắc chắn là không đủ để có thể BK so với lại những gì DNDN đang có. Phần nào đó lợi thế của Nông Sim vẫn đang được giữ, mặc dù vậy nó chỉ dừng lại ở mức khoảng chừng 1.000 mà thôi, 1.000 tiền trên lệch chưa phải là quá nhiều. Họ sẽ cần phải nhiều hơn. Họ đang nắm giữ được một Zivu, đây là một virus không phải là sát lực, đây là một virus bắn thường, nó giúp cho ít nhất là Nông Sim đang tự tin vào khả năng sát thương duy trì của họ ở trong những thủ giao tranh sau. Và quan trọng hơn hết là trang bị của Nông Sim đang phát triển rất tốt, kể cả là Konmi trong giai đoạn hiện tại ta cũng đã thay đổi một tí xíu về cái trang bị rồi. Anh ta quyết định là lên mặt nạ ở món 2 để có thể gia tăng thêm sát thương, là những sát thương đốt, đúng rồi, trong những cú phi tạch của mình. Anh ta đã rút kinh nghiệm ở trong vai đấu thứ nhất, với cách lên trang bị trong vai đấu thứ nhất thì anh ta có rất là nhiều kỹ năng thời giảm thời gian hồi chiêu, nhưng mà lượng sát thương thì nó bị hạn chế, cho nên là bây giờ anh ta đã điều chỉnh để có thể vượt qua được cái khả năng chống chịu đến từ Sante và đặc biệt là Tamken nữa. Còn bây giờ chúng ta đang nhìn về phía khu vực hang sứ giả, nơi mà Nông Sim đã là những người ra trước, và họ bắt đầu tổ chức một pha gãi nhẹ vào người Keria, gãi cũng bắt đầu đau hơn rồi đó. Keria tốc biển bỏ chạy, đèn đã được tắt, Honor lao thẳng vào tuyến sau nhưng xạ thủ của Nông Sim đã lui về được, sau đó trả sát thương ngược lại. Zed tiến tới tìm mục tiêu của mình, anh ta kích đúp khá tốt, gom hai người hắc ám soi rồi bế được một người về, đó là DNDN, và họ bế rất tốt, bốn người cùng đánh DNDN chịu không nổi, một mạng cho T1. Không một ai cứu được, tại vì Keria hút hết những chiêu đẹp nhất, những chiêu mạnh nhất, những chiêu cố định nhất của bên phía Nông Sim rồi, thì họ không có cách nào có thể cứu được DNDN trong tình trạng DNDN còn bị dính rất nhiều kỹ năng từ 4 thành viên của các thành viên T1 nữa. Sứ giả được nhắm tới, Zivu sẽ làm gì đây? Zivu không còn sợi xích, anh ta bị dính những cú roi lưỡi, hất tung Zivu lên, nắm đấm bùng nổ hỗ trợ cho Zivu. Zivu đánh cùng với đồng đội của mình nhưng ta đang bị nuốt, và người phải nằm xuống là Sylvie, ta đã phải hy sinh. Zivu đã nhả ra, sau đó ta cũng tiếp tục nằm, và người đã bị kẹt lại đó là Peter đã cố gắng bỏ chạy, bị dính nằm nhai kinh hãi. Cầu mi mất tóc biến, nhưng tóc biến phương kia vẫn đang trong tầm nhìn, vẫn đang bị tấn công, cả đã được hất lên, đang bị móc ngược về. Keria vẫn đang đá lưỡi vô cùng là tinh xảo, và anh ta mang lại mà hạ gục, dịch chuyển đánh tiếp luôn. Máu quá chiến đến từ Nông Sim và non stop đến từ bên phía của Nông Sim, và họ đang muốn đánh tiếp, chàng DN đang suy nghĩ tới câu chuyện là nhất muốn đánh tiếp nhưng không dừng lại rồi. Đúng là chạm mà đến là đón, hai đội đã tuyên bố rất dõng dạc khẩu hiệu ở trong ván đấu thứ ba này, và chúng ta đang có 19 phút thi đấu, tổng cộng là 21 mạng hạ gục, 11 cho T1 và 10 dành cho Nông Sim. Một pha giao tranh kéo dài nó đủ sức để cho tất cả mọi thành viên của hai đội có mặt, mặc dù trước đó thì chúng ta có Konmi đẩy lẻ khu vực cánh trên, anh ta thậm chí còn không tham gia vào pha giao tranh suốt một khoảng thời gian dài. Khi mà DNDN đã bị dứt điểm, anh ta vẫn đẩy tiếp ở khu vực cánh trên, nhưng khoảng thời gian giao tranh nó dài tới nỗi mà sau đó Konmi là người quay trở lại khu vực hang giao tranh, quay lại khu vực hang sứ giả để giao tranh, còn Zed giao tranh xong đổi ca anh ta xuống dưới là người đánh tiếp, đánh tiếp, đánh tiếp chứ, nó nổ kìa, nổ
nổ, chết không, chết không, đang chạy, đang chạy, đang tìm một cách để tẩu thoát và sấm sét lùi về được. Quay trở lại vào tình huống highlight này, khi mà rõ ràng con mì tóc biến một góc mà tầm nhìn đầy đủ luôn. Chúng ta sẽ có rất là nhiều những tình huống tương tự như vậy nữa khi mà hai đội đã sẵn sàng bước vào những pha giao tranh liên tục và không cần biết là mình đủ người hay là đối phương có đủ người hay chưa. Nhưng con rồng này là con rồng nguyên tố đầu tiên mà bên phía của T1 có trong ván đấu này, giúp cho họ mở tài khoản. Đây là rồng công nghệ. Rồng công nghệ đồng nghĩa việc là hiện tại bên phía của Đông Sim và T1 là sẽ muốn có nó cả. Tại vì cái nguồn sát thương cấu rỉa tất cả hai là có. Bạn tầm xa, bạn còn làm chậm đối thủ. Solo. À, Zed đang lấy vốn là con cóc để có thể solo hay chăng này. Anh ta đang suy nghĩ tới chuyện đó. Nhưng sẽ đòi hỏi khá nhiều về kỹ năng cá nhân và thời gian. Đang có chênh lệch về tiền mà T1 đang tạo ra được tầm khoảng chừng gần 1.500. Với những gì mà họ đang có, như là họ là đội có được trụ một trước thì phải. Do đó là họ đang hơn tiền một chút xíu so với lại bên phía của Đông Sim. Đông Sim đang phải chậm lại một tí để chờ đợi một số cái tốc biến của họ hồi lại, đặc biệt là khu vực xạ thủ, vị trí xạ thủ. Zivu hồi tốc biến với ta. Rồi, hồi rồi. Nhưng mà Zivu cũng sẽ phải cẩn thận, tại vì bây giờ khả năng sốc đam của T1 thật ra cũng có. Dù gì mà nói thì Faker đang nắm giữ một trong những vị tướng có một cái tầm hoạt động rất xa. Nếu Faker như... mấy mạng vậy? 7 mạng rồi. Wow. Hàng chi nhiều đam. Ác. Căng, thật sự rất căng dành cho Faker trong giai đoạn hiện tại. Và ta sẽ là một trong những ngôi nổ chính ở trong ván thi đấu này với nguồn sát thương 7 mạng mình đang sở hữu được. Mạng của T1 chia rất là đẹp nha. Tại vì với Senna, Tamken đường dưới thì họ không cần nhiều mạng. Sante cánh trên cũng không cần nhiều mạng. Nocturne có 2 mạng là đủ rồi. Và tất cả mọi nguồn sát thương mà T1 cần nó nằm hết ở chỗ của Faker được. Chỉ cần anh ta không để bị mình để mình bị dính một số cái kỹ năng của bên phía Nông Sim. Cụ thể đừng để là mục tiêu bị dính ta xung hữu đột. Thì tôi nghĩ rằng lượng sát thương mà anh ta gây ra có thể cân được toàn bộ lượng sát thương đội hình của Nông Sim. Con Huy này sát thương lỗi lắm. Và T1 sẽ cần phải có thêm nhiều cái mức độ cứng cáp nữa. Họ đang muốn dựa một Kassante. Họ sẽ cần một khoảng thời gian cho Kassante có được thêm món trang bị thứ ba. Từ đó khả năng che chắn có, thời gian đủ để giúp cho Faker có thể tung ra toàn bộ những cái bộ kỹ năng mà mình đang sở hữu được. Và tính ra Faker đều tung rất là tốt. Nó giúp cho bên phía của T1 lúc nào cũng sẽ có được một nguồn sát thương chất lượng để đợi. Tới khi Guman GC bắt đầu gom được nhiều linh hồn rồi thì lúc đó sẽ có thêm người phụ cho Faker. Đúng vậy. Nếu như nói về độ chính xác của bộ kỹ năng khi mà Faker sử dụng Huy thì chúng ta dùng mới chỉ 2 ván thi đấu chuyên nghiệp thôi thì chúng ta hoàn toàn có thể chắc chắn về điều đó. Chỉ là anh ta có khoảng trống để mà xử lý cái bộ kỹ năng của mình với những nét vẽ hay không mà thôi. Do đó cái phần còn lại là yêu cầu đội hình của T1 cần phải đảm bảo không có những tình huống mắc lỗi di chuyển liên tục như trong khoảng thời gian vừa rồi. Trong khi đó Nông Sim, nhiệm vụ của họ là phải tìm được Faker cực kỳ sớm trong giao tranh. Nắm đấm, tìm thấy chưa? Đấm không được. Vẫn đang là một thế trận mà hai bên đều đang liên tục di chuyển vào bên trong khu vực rừng của đối phương chỉ để tìm những mục tiêu nhỏ như là bẫy chim. Ô, móc không trúng với Peter. Vẫn đang có đỉnh mặt nó chạy sống luôn. Những pha bung kỹ năng không hề trúng đến từ cả hai đội. Và quan trọng hết là giao tranh nó sẽ có đấy. Nhưng tiếc là vừa rồi chưa hụt cho nên nó không diễn ra. Nó cần phải có những cái lượng CC, ví dụ như móc mỏ neo thành công hoặc là quăng địa chấn thành công từ bên phía của Nông Sim để chính thức tạo ra một tình huống lao vào nhau. T1 đang liên tục tổ chức một pha ép vào khu vực đường giữa. Honor nhận ra rằng mình đi vào vùng tối quá. Anh ta kịp thời lui về, quay trở lại với vùng an toàn của khu vực bẫy chim của mình. Vẫn đây là một thế trận tạm thời là chưa có những cái dấu hiệu đánh nhau. Khi mà cả T1 cũng như Nông Sim chắc là họ cũng đã nhận ra vấn đề là họ sẽ cần phải farm nhiều thêm nữa. Chỉ dừng lại ở mức độ con số 100 mấy là vẫn chưa đủ. Kể cả là người hiện tại đang giàu đến từ phía con Nông Sim lại là một chống chịu nữa. Cho nên bắt buộc phải dành thời gian để cho những người gây sát thương có được thêm những chỉ số farm tốt. Từ đó gia tăng thêm nguồn sức mạnh. Còn trong giai đoạn hiện tại thì chưa có mục tiêu tranh chấp cho nên họ cũng không buồn đánh nhau cho lắm. Sau khoảng thời gian cosplay VCS thì chúng ta đã quay trở lại với lối chơi LCK khi mà hai đội bắt đầu chờ nhịp rồng. Tôi nghĩ rằng đó là điều mà họ đang chờ trong khoảng thời gian vừa qua. Với việc là khoảng chừng 1 phút 20 giây nữa thì rồng ra. Tạm thời bây giờ thì Nông Sim sẽ là những người có được ưu thế ở khu vực hang rồng về mặt tầm nhìn. Và họ cũng vừa tiến thêm một bước nữa về mặt sức mạnh với cái cuồng đao Winso đến từ Jiwoo. Còn Varus này đã có thể bắt đầu bắn được tốt hơn. Và đây là lúc mà Nông Sim sẽ hướng về rồng để hẹn T1 ra giao tranh. Và thời gian... Nhưng mà Konmi Ý, anh ta có thấy, chắc là không thấy. Nhưng mà anh ta cũng đang đánh rất kỹ. Bởi vì anh ta cảm nhận là nếu như mà bước quá thì mình cũng sẽ phải nằm trước cái khả năng đứng bên trong bộ và tấn công đến từ con bài Nocturne này. Còn đường dưới liệu có bắt lẻ được Zed hay không đây? Tôi cảm giác là thời gian ngốn hơi nhiều và nó sẽ tác động khá nhiều vào những cánh khác, cho nên quyết định đến từ CV là chỉ phá mắt và số lượng về thôi. Pha đứng rình đó của bên phía T1 là khá tốt. Họ nếu như bắt lẻ được Konmi trong pha vừa rồi thì thậm chí họ có thể đe dọa vào Baron luôn. Nhưng mà đường giữa của Nông Sim đã cẩn thận. Anh ta với dịch chuyển và với cái nội tại di chuyển nhanh của mình và thậm chí là sử dụng chiêu cuối vẫn có thể có mặt ở khu vực hang rồng với đồng đội của mình được.
Và Kyria đang thật sự rất khỏe. Đây là một con Tam Ken đã có được hai món trang bị, khả năng chống chịu khá nhiều. Faker đánh tự tin thật sự. Đi hẳn thang máy qua bên kia đánh cho nó lẹ. Không cần phải dựa vào bất cứ một cái yếu tố gì về đồng đội cả. Anh ta sẵn sàng với nguồn sát thương khổng lồ phía trước. Và trong những điểm mù như thế, Faker lại vô tình có những nguồn sát thương. Đây mới đó xong, hoảng sợ, vào, nổ. Nổ bao nhiêu sát thương đây? Nó là bao nhiêu à? Nó là một đống sát thương. Và CV méo nằm xuống, anh ta phải nắm đấm bùng nổ để bỏ chạy. Boom! Headshot đã từ Guma Yushi. Từ một khoảng cách rất xa, nhưng khi mà CV đã không còn góc né, hắc ám soi rọi chỉ thẳng vào giữa tâm với nguồn sát thương tối đa, đem về điểm hạ gục cho... Xin lỗi bạn, CV test. Phát đạn của Kumayoshi nó được bẻ cong trúng vào anh Trung phía bên ngoài đây. Trong khi đó thì tiếp tục là những pha xử lý kỹ năng định hướng quá khủng khiếp đến từ Faker. Điểm hạ gục tiếp theo dành cho Rico T1. Kyria đã nuốt DNDN vào, nhưng nó xương quá, ta bắt buộc phải nhả ra. Còn Konmi thì cũng thấp máu, nhưng tạm thời lui về được. Đội hình của T1 vẫn đang tiếp tục tiến lên. Peter từ nhà chạy ra để hỗ trợ phòng ngự. Anh ta móc chỉ vào lính mà thôi. DNDN rất là trâu, nhưng trâu thì đánh lâu cũng gục. Sát thương quá nhiều đến từ Faker. Và đường giữa của T1 thể hiện khả năng gây sát thương khủng khiếp và độ chính xác trong những tình huống xử lý kỹ năng định hướng. Anh ta bị dính móc mỏ neo. Anh ta dứt điểm Konmi. Đây là một ván đấu mà Faker sẽ quay trở lại với điểm đứng đầu trên bảng xếp hạng BOG với màn trình diễn con hoay này. Những nét vẽ của anh ta chết chóc thực sự. Quá kinh khủng. Bây giờ T1 đang sống trong một cuộc sống vô cùng sang, sang trọng và sang hiếc. Sang hiếc thật sự quá khỏe trong ván thi đấu này với 9 màn hạ gục, hai món trang bị rưỡi và anh ta chuẩn bị về một đống trang bị còn lại nữa. Một hồi sau khi Baron đã được ăn xong, Zivu thì sao đây? Zivu đã ơi, thôi vô thế rồi. Thế này là thiếu mỗi chai dầu thôi. Và phải xài tốc biến thôi, vô cái thế đó chắc chắn phải xài tốc biến. May là tốc biến được qua cái bức tường dài. Và chúng ta chuẩn bị được xem lại cái bộ kỹ năng của Huay được Faker. Đây không phải là thợ, là thầy rồi. Một ván đấu quá tuyệt vời đến từ Faker. Thật sự kỹ năng như chị thẳng đầu vậy. Không né được cái gì cả. Tất cả mọi thứ mà Faker tung ra về phía của Nông Sim thì nó đều dính hết. Một con tướng toàn bộ kỹ năng của mình là những cái pha xử lý định hướng như vậy, nhưng anh ta không hụt. Lượng sát thương là tối đa. Và Jiwoo đi, lại là sang. Và bây giờ ai sẽ là người được chọn đây? CV đang cố gắng bỏ chạy. Zed đang đẩy vào thế dầu rồi. Sẽ bị đẩy về hay chăng này? Không cần thế dầu, đây là thế 4-1. Thì làm sao chạy? Faker có mẹ gục tiếp. Ván đấu này tôi nghĩ rằng đã bắt đầu trôi xa khỏi tay của Nông Sim. Mặc dù chênh lệch về tiền nó chưa phải là nhiều lắm, nhưng với phong độ hiện tại của Faker thì các bạn có thể chắc chắn về việc là T1 sẽ có được thắng lợi ở trong tình huống này. Anh ta có một tình huống đẩy lửa hụt, nhưng mà không sao cả, đánh thương thì đối phương không né được. Sau đó thì đẩy thẳng vào đường giữa. Xong rồi, Nông Sim no hope. No hope thật sự, ta không, bọn họ không thể nào ngờ được. Bọn họ đã chắc chắn sẽ chuẩn bị những chiến thuật trước một giết, họ sẽ chuẩn bị những chiến thuật trước Guma Yoshi. Nhưng ngày thi đấu hôm nay, người tỏa sáng là Faker. Đúng trận đấu thứ 900. Một kỷ niệm cực kỳ tuyệt vời đến Faker trong cái ngày thi đấu này. Nông Sim tôi nghĩ rằng đúng như Trung mới nói, làm tốt ở chuyện là họ biết mình cần phải khắc chế được Zed. Và ngày hôm nay ít nhất là trong ván 2 và ván 3 thì DNDN cùng với những người đồng đội của mình đã khắc chế được người có phong độ cao nhất của T1 trong khoảng thời gian vừa qua. Nhưng vấn đề của T1 là khi mà họ có quá nhiều carry trong đội hình của mình, ai cũng có thể đứng lên carry được. Và khi mà Zed không có một ngày thi đấu quá xuất sắc thì đường giữa họ vẫn còn Faker. 11-3-5 là chỉ số của Huay trong tay anh ta. Lượng sát thương chắc chắn anh ta là người dẫn đầu. Và tôi cảm giác chắc là cái đẹp nhất của con Huay tính từ thời điểm nó xuất hiện ở đấu trường chuyên nghiệp tới tận bây giờ. Thì cái góc để cho Huay chơi nó không phải nhiều, để bạn có thể gây sát thương và tìm được mạng còn 122 sắc rồi. Thời điểm tầm bắn của Goma Yushi và nó là dài vô tận. Và anh ta sẽ cũng phụ với lại Faker ở trong ván thi đấu này, tạo ra được một sự chấn động về mặt sát thương rất lớn. Bây giờ thì Nông Sim sau khi mất cái nhà lính ở khu vực đường giữa, họ đang mất tầm nhìn ở khu vực hang Baron. Họ thấy con Sante. Rồi mất máu chưa nhỉ? À đã mất rồi. Nó đã mất máu, mất rồi. Chừng 200 máu trong pha vừa rồi. Nó chưa là một kỷ lục trong tình huống xử lý vừa rồi. Đến việc con Nông Sim rất khó để họ có thể đẩy được máu của Zed trong giai đoạn hiện tại. Đã là 3 món trang bị. Đây gì đây? Gì đây? Sao đây? Số kill đừng solo, đừng trên đối phương kia đi. Lộn ơi. Lộn rồi đó. Cảnh nó không phù hợp lắm với cái vai trò. Trù đang bị tấn công, chắc là đi bụi rồi. Konmi làm gì đấy? Konmi nên suy nghĩ kỹ. Konmi ăn phải một cái W thì thật ra đi tỷ lệ đi cũng toàn lắm. Zed
Sau khi ăn một đống ghế nan, ta đang thoát ra, người đã bị kẹt lại là Peter với một nguồn sát thương chất lượng từ The Faker và Sylvie. Sylvie nghĩ tới một nắm đấm nhưng bước ra ngoài sẽ ui ơ tôi không nghĩ đó là đường trên solo. Và đây người bị kẹt lại là Komi đẩy vào bên trong. Komi đang bị đẩy bên trong và Honor đang nhảy vào để có thể hỗ trợ thêm một sự bùng nổ bằng sức mạnh của Faker. Phải nhìn kia, không cần phải bàn tới, không cần phải bàn tới về câu chuyện chiến thắng của Team One, kia họ đã khẳng định nó đi em đẩy được một người về, nhưng ai đẩy Faker về được? Những nét vẽ, những nét vẽ của Faker ngày hôm nay là quá kinh khủng. Và CV đang bị đá lưỡi liên tục đến từ Carrier, người đang bị kẹt lại không ai khác chính là DNDN nhả ra và CV cũng sẽ phải đi theo. T1 tiếp tục giành được chiến thắng với số 21 trước Nongshim Red Force. Mặc dù không giữ được mạch những ván thắng liên tục, nhưng mạch thắng liên tục 8 trận của T1 vẫn sẽ được kéo dài hơn sau trận đấu này. Một ngày thi đấu mà chúng ta phải có những lời khen dành cho Nongshim, cho Peter, cho Jiwoo, CV, Konmi và DNDN. Nhưng rất tiếc nỗ lực của họ gặp phải một đối thủ cứng nhất LCK ở vào thời điểm hiện tại. Họ chỉ có thể đẩy đối phương tới ván 3 như 4 lần trước đó mà thôi. Và một lần nữa Faker lại lên tiếng vào thời điểm mà những cái đồng đội của anh ta cần anh ta nhất. Anh ta đánh quá sáng, solo kill thành công và cực kỳ xanh ở trong cái ván thi đấu này nữa. Một ván đấu một cây đe rất đẹp. Bởi vì Huay không phải là một trong những vị tướng dễ chơi, mà đúng, vào giao tranh để có được hệ gục nó càng khó hơn khi bạn là có thể là bị nhắm vào đầu tiên nữa. Rõ ràng là sự tiếc nuối sẽ có rất nhiều từ bên phía Nongshim, nhưng tôi nghĩ rằng họ hoàn toàn